Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Tín hiệu từ loạt điện đàm của Tổng thống Ukraine với người đồng cấp Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ trong một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm ngày 11 tháng 12 với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có hỗ trợ về cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm tăng cường ổn định của mạng lưới năng lượng. Ông Biden cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine về kinh tế nhân đạo và an ninh. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, Ông có quan điểm tương đồng với ông Biden trong cuộc điện đàm và đã thảo luận các vấn đề cơ sở hạ tầng năng lượng quốc phòng với người đồng cấp Mỹ. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ của Mỹ dành cho Ukraine. Trước đó, cùng ngày Tổng thống Zelensky đã điện đàm với Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan, trong đó hai bên thảo luận mở rộng phạm vi của thỏa thuận ngũ cốc và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Erdogan đã nói với người đồng cấp Ukraine rằng nước này tiếp tục đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Ukraine trong những tháng mùa đông khó khăn. Tổng thống Erdogan nêu rõ, hành lang ngũ cốc có thể được mở rộng bao gồm các sản phẩm thực phẩm khác nhau và các mặt hàng khác. Ngoài ra, ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng tiếp cận một giải pháp cho vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Theo ông Erdogan, thổ nhĩ kỳ đang cân nhắc những đóng góp mà nước này có thể tham gia để thực hiện kế hoạch hòa bình do tổng thống Zelensky công bố tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Còn về cuộc điện đàm với tổng thống Pháp Macron, tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về các biện pháp thực hiện công thức kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của Kyiv nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Pháp Macron thông báo ông đã cùng người đồng cấp Ukraine thảo luận về hai hội nghị riêng biệt do Pháp tổ chức trong ngày 13 tháng 10 tới. Hội nghị thứ nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong những tháng mùa đông và hội nghị thứ hai có các công ty Pháp tham gia để bàn về quá trình tái thiết Ukraine. Tổng thống Macron khẳng định Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Pháp miễn là chủ quyền và toàn diện lãnh thổ đất nước này được khôi phục hoàn toàn. Tín hiệu của Ukraine. Mặc dù Tổng thống Zelensky đã nhiều lần điện đàm với ba nhà lãnh đạo trên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, nhưng ba cuộc điện đàm diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng ngày 11 tháng 12 không phải là điều thường xảy ra. Ba cuộc điện đàm nói trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ đô la Mỹ diện trợ tài chính khẩn cấp vào năm tới, khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế do tác động của cuộc xung đột hiện nay với Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính Kiev sẽ cần khoảng 3 đến 4 tỷ euro mỗi tháng trong năm 2023 để duy trì các hoạt động của chính phủ khi tình hình xung đột có thể dẫn tiếp diễn. Ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới C20 giúp cho Ukraine có thêm 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên khi mà nước này đang thiếu năng lượng trầm trọng. Hàng triệu người không có điện trong cái lạnh dưới không độ C. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã đồng ý bổ sung 2 tỷ euro vào một quỹ đã được sử dụng đã chi trả cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi quỹ đã gần hết tiền. Hiện chưa thấy dấu hiệu sẽ có quà đàm giữa các bên cũng như không có dấu hiệu kết thúc cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hãng thông tấn Tria dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vizinin cho biết Nga chưa thấy cách tiếp cận mang tính xây dựng từ Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng. Bộ tàu thơm mưu Ukraine cho biết tên lửa, pháo và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu ở miền đông và miền nam Ukraine. Trong cuộc giao tranh mới nhất, pháo Nga đã tấn công gần 20 khu định cư xung quanh thành phố Bamut ở phía đông. Các nước đồng minh tiếp tục cam kết tăng cường khả năng quân sự của Ukraine với trọng tâm là phòng không. Nhóm G7 hứa sẽ đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi cung cấp xe tăng, pháo và chủ khí tầm xa hiện đại để chống Nga. Xe tăng Nga bị bắn cháy trong màn cận chiến với xe tăng Ukraine Kiev đã công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-72B3 của quân đội Nga bị xe tăng T-64BV của quân đội Ukraine bắn cháy. Ngày 12 tháng 12, lũ đoàn bộ binh cơ giới số 92 thuộc quân đội Ukraine đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại màn đối đầu giữa xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của nước này với một xe tăng T-72B3 của quân đội Nga. Kết quả của cuộc đọ súng này là diệt xe tăng T-72B3 của Nga đã bị bắn cháy. T-64BV là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Xe tăng này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như giáp phản ứng nổ, contact, pháo chính, cải tiến, tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120, reflex, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 ITIS, gia kính ngắm toàn cảnh TKN-4S xe tăng T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95m, cao hơn 2,2m, giới kiếp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng quyền thoại T-72, phiên bản xe tăng chủ lực từng làm mưa làm gió trong quân đội Liên Xô. Sau này, các kỹ sư Nga tiếp tục cải tiến T-72B và nâng cấp dòng xe tăng này thành nhiều phiên bản có năng lực chiến đấu dược trội như T-72B3 hay T-90. Phiên bản T72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ RELIC Hệ thống điều khiển khóa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Moscow đã mất 235 xe tăng T-72B3 và 207 xe tăng T-72B. Nhà chức trách Nga chưa lên tiếng bình luận về con số trên cũng như đoạn video do phía Ukraine công bố. Kiev sẽ đưa ra được bằng chứng về việc Nga sử dụng UAV của Iran trong xung đột ở Ukraine. EU đang xem xét một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran sau khi cáo buộc Iran cung cấp khí tài cho Nga. Nhưng tới nay, Kiev đã đưa ra được bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái UAV của Iran trong xung đột ở Ukraine hay chưa. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Ukraine không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh lực lượng Nga đang sử dụng thiết bị bay không người lái của Tehran. Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 12, Bộ trưởng quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani khẳng định các quan chức Ukraine đã thất bại trong việc đưa ra bằng chứng cho thấy Moscow sử dụng drone của Tehran trong cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev. Phát ngôn của ông được đưa ra sau cuộc gặp giữa các chuyên gia Iran và Ukraine. Theo nhà chức trách, các quan chức Ukraine tuyên bố sẽ đưa ra bằng chứng trong cuộc họp tiếp theo. Bộ trưởng Ashtiani nói rằng những tuyên bố về việc các lực lượng nga được cho là sử dụng UAV do Iran sản xuất trong chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine dựa trên những tin đồn vô căn cứ. Ông Astiani thừa nhận Moscow và Tehran đã có một lịch sử hợp tác quân sự lâu dài, nhưng việc này không liên quan đến cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran. Hiện Liên minh châu Âu-EU xem xét một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran sau khi cáo buộc Iran cung cấp khí tài cho Nga. Cáo buộc cho rằng Tehran đã cung cấp UAV cho Moscow xuất hiện trong những tháng gần đây, sau khi Nga bắt đầu tích cực sử dụng máy bay không người lái cảm từ Kamikaze trong cuộc xung đột ở Ukraine. Về phần mình, Kiev và các phương tiện truyền thông phương Tây tuyên bố rằng máy bay không người lái Kiran-2 của Nga thực chất là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. Cả Nga và Iran đều liên tục phủ nhận hành động trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian xác nhận rằng Tehran đã cung cấp một số lượng nhỏ máy bay không người lái cho Moscow nhiều tháng trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Kiev nêu chiến thuật của Nga nhằm xuyên thủng lưới phòng không Ukraine. Các máy bay tàu chiến Nga được cho là đang tập kích Ukraine từ nhiều hướng khác nhau nhằm vô hiệu hóa lưới phòng không của Ukraine giành thế kiểm soát trên bầu trời. Theo hãng tin Ukraineform, trong một cuộc trả lời phỏng vấn New York Times, ông Vadim Skibitsky, đại diện Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, chỉ ra bốn hướng chung mà Moscow đang tìm cách xuyên thủng lưới phòng không của Ukraine, gồm phóng tên lửa nhằm vào Ukraine từ Biển Đen ở phía Nam, từ khu vực xung quanh biển Caspi ở phía đông nam, từ Nga ở phía đông và từ Belarus về phía bắc. Trong các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga, khoảng 100 tên lửa được phóng đi từ nhiều hướng, chỉ cách nhau vài phút. Ông Skibitsky cho biết kể từ tháng 10, các máy bay ném bom Nga đã thay đổi chiến thuật, bay theo các tuyến đường vòng để tránh các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra do không đi vào không phận Ukraine nên hiệu quả tác chiến của các máy bay này cũng hạn chế. Thông thường tình báo Ukraine có khoảng một giờ sau khi máy bay ném bom Nga cất cánh từ một căn cứ để theo dõi các chuyến bay trước khi các phi công đến vùng khai hỏa và phóng tên lửa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Skibitsky cũng đánh giá sau các đợt tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10, hiện kho dự trữ tên lửa của Nga còn rất ít. Theo tính toán của chúng tôi, họ chỉ còn đủ tên lửa cho 3-5 đợt tấn công như vậy nếu mỗi lần họ sử dụng 80-90 đến 90 quả, ông Skibitsky nói. Ông cho rằng các tổ hợp quốc phòng của Nga đang tiếp tục tăng cường sản xuất để bù đắp kho dự trữ. Theo ông, kể từ đầu năm, các doanh nghiệp quốc phòng Nga có thể đã chế tạo 240 tên lửa hành trình KH-101 và khoảng 120 tên lửa hành trình Caliber. Từ ngày 10 tháng 10, Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay các cuộc tập kích này khiến hơn 50% hạ tầng năng lượng của họ bị phá hủy, đẩy hàng triệu người vào cảnh mất điện trong giá rét mùa đông. Tổng thống Nga Putin nói, các cuộc tập kích này nhằm đáp trả việc Kiev bị cho là tấn công cầu Crimea. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh chiến thuật tập kích của Moscow nhằm ngăn chặn dòng khí tài của phương Tây chuyển cho Ukraine đi vào chiến tuyến. Kiev đã kêu gọi phương Tây viện trợ hệ thống phòng không hiện đại tầm xa hơn để giúp họ bảo vệ bầu trời, ngăn các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng quan trọng. Đáp lại đề nghị này, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Joe Biden cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington là củng cố hệ thống phòng không của Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 12 tháng 12 cũng tuyên bố nước này sẽ cân nhắc cung cấp khí tài tầm xa hơn cho Kiev nếu Nga tiếp tục tổng kích hạ tầng quan trọng của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Putin thua trên hai mặt trận nên kinh tế của Nga đi từ xấu đến khủng khiếp. Bên dưới lớp vỏ bình thường, các động lực chính tăng trưởng của nền kinh tế Nga đang bị xói mòn. Nó giống như một chiếc bánh được thả xuống bàn và trông có vẻ ổn, nhưng bên trong nó đã bị nổ tung hết cả. Tổng thống Nga Putin, người đã bước sang tuổi 70 vào tháng 10, đã vô cùng tức giận trước điều mà ông coi là trục quay về phía tây nguy hiểm của Ukraine. Vì thế mà ông ấy đã ra lệnh tiến hành một cuộc chiến mà ông gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Dù sao đi nữa, mục tiêu của ông là nhổ tận gốc cái mà ông coi là ảnh hưởng quá mức và có thể gây nguy hiểm từ phương Tây trong một khu vực mà Moscow từng nắm giữ, và đẩy nhanh những gì ông coi là sự chuyển dịch lịch sử không thể tránh khỏi sang một thế giới đa cực. Vào tháng 9, khi ông tuyên bố sắp nhập bốn khu vực của Ukraine mà quân đội ông kiểm soát một phần, mong muốn mở rộng nước Nga, vốn đã là quốc gia lớn nhất thế giới tính theo lãnh thổ, cũng trở nên rõ ràng. Nhưng đây cũng là một động thái mà phương Tây tuyên bố là bất hợp pháp. Cuộc chiến Nga-Ukraine cho đến nay đã không diễn ra tốt đẹp đối với Putin. Lực lượng của ông đã bị đánh lui khỏi thủ đô Ukraine và sau đó là vùng Đông Bắc Kharkov. Vào tháng 11, họ buộc phải rời khỏi thành phố Kherson ở phía nam và bờ tây của sông Dnipro. Khi mùa đông bắt đầu, quân đội của ông ấy vốn vẫn kiểm soát một phần lớn Ukraine. Họ cũng đã thành công hơn trong việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện và nước kéo dài, điều mà Moscow cho là có mục đích quân sự, nhưng phía Ukraine cáo buộc Nga khủng bố. Sau khi giám sát cuộc rút quân Kherson, chỉ huy lực lượng Nga chịu áp lực phải giao chiến trên chiến trường ở quê nhà, hàng trăm nghìn thanh niên mất tích sau khi trốn ra nước ngoài để tránh bị gọi nhập ngũ, nhưng họ không thể thoát khỏi những lời nhắc nhở về chiến tranh. Và Nga, một trong những nhà sản xuất hàng hóa và năng lượng lớn nhất thế giới, đã phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất của phương Tây trong lịch sử hiện đại của nước này. Điều đó và các biện pháp trả đũa của chính Nga đã làm thu hẹp vai trò là một trong những nhà cung cấp dầu khí lớn nhất của châu Âu, làm gián đoạn thị trường ngũ cốc và phân bón toàn cầu thúc đẩy lạm phát toàn cầu và gia tăng căng thẳng hạt nhân lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Điện Kremlin đã tiến hành một cuộc chiến hai mặt trong năm nay nhưng đang thua trên cả hai mặt trận. Điện Kremlin đã tiến hành một cuộc chiến hai mặt trong năm nay, chiến đấu trên chiến trường chống lại Ukraine, trong khi tìm cách làm suy yếu sự hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây dành cho Kiev. Nhưng Nga đang thua trên cả hai mặt trận quân đội Nga đã thua quân đội Ukraine và đã thực hiện một chiến dịch tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở cung cấp điện, nhiệt và nước ở nước này, đe dọa một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ tồi tệ của mùa đông, nhưng người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong việc khôi phục các tiện ích và các cuộc tấn công của Nga có thể khiến quyết tâm của họ trở nên kiên quyết hơn. Hơn nữa, sự tàn bạo trong chiến dịch tên lửa của Nga đã khiến phương Tây ủng hộ Ukraine nhiều hơn, bằng cách cung cấp cho ép hệ thống phòng không tinh vi hơn. Và áp lực này có thể tăng lên đối với việc cung cấp thêm cho Ukraine các loại khí tài khác. Đối với mặt trận thứ hai, bất chấp giá năng lượng cao, phải cung cấp chỗ ở cho phần lớn trong số gần 8 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước của họ và những lo ngại về việc cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu. Sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine vẫn không hề giảm sút. Những gợi ý của Nga về leo thang hạt nhân gây lo ngại nhưng không làm suy yếu sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine thậm chí có vẻ như ảnh hưởng của Moscow ở những nơi khác đang giảm sút, bao gồm cả các quốc gia hậu Xô Viết. Kazakhstan có tăng chi tiêu quốc phòng hơn 50%. Vào tháng 6, trên một sân khấu với Putin ở Saint Petersburg, tổng thống Kazakhstan đã thẳng thắn từ chối đi theo sự dẫn dắt của Nga trong việc công nhận cái gọi là các nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk là các quốc gia độc lập. Cả Kazakhstan và bất kỳ thành viên nào khác của tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga lãnh đạo hoặc bất kỳ quốc gia hậu Xô Viết nào khác về vấn đề đó đều không công nhận việc Nga tuyên bố sáp nhập Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Trong một cảnh báo đáng chú ý tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Trung Á vào tháng 10, Tổng thống Tajikistan Emomali Ramon công khai thách thức Putin vì sự thiếu tôn trọng của ông đối với các nước Trung Á. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan làm hỏng hội nghị thượng đỉnh CSTO vào cuối tháng 11. Ông từ chối ký tuyên bố của các nhà lãnh đạo và rời xa Putin một cách đáng chú ý trong buổi chụp ảnh hội nghị thượng đỉnh. Rộng hơn vào tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi bác bỏ và yêu cầu đảo ngược việc Moscow sắp nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ của Ukraine với tỷ lệ phiếu 143 5, 35 phiếu trắng, thảm họa cho quân sự và nền kinh tế Nga. Trong khi là một bi kịch đối với Ukraine, quyết định tham chiến của Putin cũng là một thảm họa đối với Nga. Quân đội Nga đã chịu tổn thất đáng kể về nhân sự và quân sự các biện pháp trừng phạt kinh tế do EU, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các nước phương Tây khác áp đặt đã đẩy nền kinh tế Nga vào suy thoái và đe dọa những tác động dài hạn bao gồm cả lĩnh vực năng lượng quan trọng của đất nước. Vào tháng 11, chuyên gia Milly đưa ra con số binh lính Nga không qua khỏi và bị thương là 100.000 và con số này có thể thấp. Báo cáo của ông còn gợi ý rằng các đơn vị mới được huy động và huấn luyện kém của Nga cũng đã bị tiêu diệt trong chiến đấu. Song bên cạnh đó, quân đội Nga đã mất một lượng lớn thiết bị Trang web Oryx báo cáo 8.000 thiết bị bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi hoặc bị bắt giữ, bao gồm khoảng 1.500 xe tăng, 700 xe chiến đấu bọc thép và 1.700 xe chiến đấu bộ binh. Oryx tuyên bố rằng những con số của họ phản ánh đúng bản chất thiệt hại thực sự của Nga vì họ chỉ tính những thiết bị mà họ có bằng chứng hình ảnh hoặc video độc nhất về số phận của các loại thiết bị khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận xét rằng quân đội Nga đã mất số lượng xe tăng và các phương tiện bọc thép khác nhiều đến mức đáng kinh ngạc đồng thời nói thêm rằng các hạn chế thương mại của phương tây đối với vi mạch sẽ cản trở việc sản xuất các thiết bị thay thế cho khí tài quân sự